Dạ, mến chào quý cô chú anh chị gần xa đã đến với kênh Bình Đang Vlog. Bữa nay Bình đi nguyên góp tiền đó, thì nguyên góp tiền cô chú anh chị em ở trong công ty thì cũng được một số tiền, và cô chú anh chị chúng trong xóm cũng ủng hộ thêm cho Bình thêm một mớ nữa để Bình đi làm thiện nguyện có bên cô chú anh chị bà con mình từ Sài Gòn và Bình Dương về đó, trong cái khu cách ly tại trường học cũng gần nhà của Bình. Thì bữa nay Bình đi nguyên góp tiền được một số tiền, thì Bình kêu gọi là trong cái nấu một nồi cháo cho cô chú anh chị thì Bình có khả năng bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu. Thì bữa nay thì Bình đọc cái tên cô chú anh chị đã ủng hộ cho Bình nha. Anh Thảo 30.000, chị Liền thống kê 20.000, anh Tài tài xế 20.000, chị Sương, chị Nhung KCS 50.000, chị Dung KCS 20.000, chị Lan Anh KCS 20.000, chị Kim KCS 20.000, anh Hen 20.000, anh Phương 20.000, chị Loan thống kê 20.000, chị Như thống kê 20.000, anh Đại 20.000, chị Hồng thống kê 50.000, anh Hiếu 20.000, chị Nhi thống kê 20.000, chị Tiên thống kê 40.000, anh Phương tài xế 20.000, anh Thắng tài xế 20.000, anh An 50.000, anh Lâm tài xế 20.000, anh Tùng tài xế 20.000, anh Tý 50.000, anh Cường tài xế 100.000, anh Ngon tài xế 50.000, anh Vinh kế toán 100.000, anh Quang 50.000, anh Thương tài xế 50.000, anh Phương bảo vệ 30.000, anh Hoài bảo vệ 20.000, anh Bình bảo vệ 10.000, chú Hạnh bảo vệ 20.000, anh Lận tài xế 20.000, anh Khương 20.000, anh Huy tài xế 20.000, anh Dương và anh Văn bên công ty Minh Phượng ủng hộ là 200.000, anh Phúc 20.000 và anh Phong 50.000, và Ý Liên ủng hộ đường 1 kg, và dì Trang 20.000, dì Liện 20.000, chú Tiên 20.000, Ý Bệnh 20.000, Ý Ảnh bán tạp hóa 50.000. Thì Bình thì không có gì, thì Bình xin cảm ơn cô chú đã ủng hộ Bình. Thì Bình xin chúc cô chú luôn luôn gặp nhiều may mắn và dồi dào sức khỏe. Thì bây giờ Bình đã đọc tên những cô chú anh chị, thì mình tổng số tiền lại, thì Bình xin phép tổng số tiền là 1.420.000 đồng. Thì mình chích vào cái số tiền đó để nấu cháo mình mấy ngày gì đó, đi tới đâu thì mình làm tới đó. Thì bây giờ mời cô chú anh chị theo mình nha. Đây chính là em của Bình đang sắc ngò và chanh ớt bỏ vô bọc, như đem từng phần đến cho bà con trong khu cách ly. Đây thì người nhà thì cũng có mấy em bé thì trong nhà thôi. Đó. Thì người lớn làm thì con nít ngồi coi vậy thôi. Rồi. Thì đây là nồi cháo nè, mình nấu nè. Đó. Thì bây giờ mình nấu trong nhà tại mưa gió bên ngoài á. Thì nồi cháo thì mình mới bỏ nước vô thôi. Giấc này cũng khoảng 3 giờ rồi. Nếu mà theo mình nấu mình nghĩ thì chắc cỡ 4-5 giờ mà chín rồi. Thì bây giờ thịt thì thịt bằm nha. Thịt mình mua thịt về mình bầm gan. Với gan heo rồi đó mình trộn chung đó. Thì đây thì cô mình trực tiếp để nấu cái nồi cháo này. Mình cho tiền cô đi chợ và cô mua về cô nấu. Thì mình có đi nguyên góp tiền đó, thì thấy bà con cô bác từ Bình Dương Sài Gòn về thì cũng hơi khó khăn, thì dụ ăn uống này kia mình sợ bà con đói thì mình giúp được gì thì mình giúp.
Đi là cũng là ý thuận thì cũng qua đây để giúp nè. Dạ. Ý lại giúp lâu chưa ý? Qua đi giúp nồi cháo lâu chưa? Mới lại hả? À? Tôi thấy sắc ngọt các vậy đó. À. Dạ. Thì bên đây mình qua bên đây hỏi thăm ý chút ha. Ý ơi, cho con hỏi mình nấu nồi cháo gì khoảng bao nhiêu tiếng mới chín vậy? Cả 2 tiếng, làm hồi 1 giờ tới giờ sắc thịt, sắc gì bầm thịt. Vậy là từ sớm tới giờ là cô đã làm rồi phải không? À. Mua thịt rồi lại bầm sắc bầm nó rồi mới nấu nước nấu gì. À. Rồi cô sớm giờ là cô đi chợ rồi mua ên luôn hay sao? Mua ên luôn à. À vậy là giống như là cô đi chợ rồi mua nhu yếu phẩm, nước tương, rồi bột ngọt, đường đồ đó hả? À, rồi mua thịt 2 ký, rồi mua rang 1 ký, nấu một nồi cháo này rồi 2 ký rưỡi gạo. À, vậy là nấu một nồi cháo đó là 2 ký rưỡi gạo và thịt. 2 ký, 3 ký luôn á. À. Mấy ký thịt cô? 2 ký thịt rồi 1 ký gan. Vậy là 2 ký thịt mình bầm rồi thịt gan mình sắc nhỏ nhỏ đúng không con? Mình sắc nhỏ nhỏ rồi mình đi xào lại. Dạ, đây. Thì xào lại phải không? Thì vậy là tối nay là mình nấu xong thì mình đi mang lại cho cô chú đang trong cái cách ly đúng không? Phải. Dạ. Thì bây giờ thì nồi cháo nè. Thì cũng nấu nước thì cũng sôi rồi nè. Đó, thì nấu ở trong nhà thôi nha. Đó. Thầy ở đây trong xóm thì nói chung nấu cháo này kia ta không có xài bếp ga, tại ga nó nặng tiền quá, thì có củi đó, mình nấu củi ở trong nhà là gì đó. Rồi, vậy mời cô chú đợi mình thêm chút xíu nữa, cháo chín rồi này kia mình múc rồi mình cho cô chú xem nha. Ngon không? Ngon. À. Được. Ôi nó chậm luôn rồi kìa bây giờ. Ngon không? Miếng nó nè. Ngon con. Cháo đã chín rồi đây. Đó. Thì cháo đã chín rồi thì xíu nữa mình múc vô tô nha, múc vô hộp. Đây thì trong xóm thì cũng có dì Trang qua tiếp nữa nè. Bà Ý Trang cũng có, bà Ý Trang qua tiếp nè, xíu nữa mình sẽ sắp xếp cho hai bà Ý Trang người thêm gia vị và mở tỏi đồ nè. Quá đã luôn, quá tuyệt vời luôn, một nồi cháo dành cho bà con từ đang ở trong vùng cách ly tại trường học nha. Thì mình có nhiêu thì đây là bên con cháu thì không có gì nhiều, thì bên đây thì bà Ý Trang nè cũng lại múc cháo đó, múc cháo mỗi một hộp là một phần. Đó. Thì giai đoạn nước cháo nè. Đó. Cũng có em của mình và Ý Thuận thì cháo múc từng tô từng tô thì cũng hơi nóng. Thì xíu nữa thì mình đem đi giao. Thì mỗi một bọc vậy là 4 phần. 4 hộp nha. 4 hộp. Thì em gái cháo này kia thì ra là tiếp dùng lấy muỗng này kia nè, bể vô bịch. Bây giờ cô thì bỏ tiêu đó, dì Trang thì múc cháo. Dì Trang ơi, múc cháo thì một tô vậy bao nhiêu giá dì Trang? 2 giá hả? Nóng không dì? Nóng lắm ạ. Dạ. Rồi mình nấu một nồi vậy mình đếm có bao nhiêu tô vậy dì Trang? Không biết nè, múc tới đâu tính tới đó hả? Dạ. Đây là trong gia đình của mình nè.
đó. Gia đình của mình thì đây là Y Hên. Dạ. Múc dì Trang ơi, múc 55 phần thôi. Tại vì ở trong kia có 55 người à. Tính luôn bảo vệ luôn rồi đó. Dạ. Yeah. Múc 55. 55 phần. Thấy yeah. Ớt chưa? Dư không? Còn tới dư đi rồi đã. Mà dư đi. Dì Trang ơi, rồi ngày mai mình có làm không? Có. Có hả? À, tùy theo cái số tiền của cô chú anh chị đó, mình làm hết rồi thôi phải không? Dạ. Thì bữa nay mình nấu, tại sao mình không nấu giấc sáng? Đếm hộp ở dì Trang. Dạ. Thì dì Trang ơi, sao mình không nấu giấc sáng gì Trang? Sáng có tại chợ rồi. Dạ. Đi làm cái gì vậy? Buổi chiều à? Dạ. Thì mình làm như vậy thì tối người ta ăn cũng được phải không dì Trang? Dạ. 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 Cái phần mình nấu cháo đó thì xong rồi, thì bây giờ mình đóng thùng lại, cho đóng thùng rồi đem đi chỗ trường cách ly nha. Rồi cô chú anh chị theo mình nha. Thì bây giờ mình để thùng vô, chứ mình xách thì xách không hết đâu. Thùng vô. Vậy là 4 phần nha. Một bọc vậy là 4 phần. Mình gom lại 4 phần mình bỏ vô thùng. Mình đem đi giao. Đây. Thì cái thùng mình hơi nhỏ. Mình để thì đôi khi nó hơi chặt. Nhưng mà mình đóng nắp là dính hết rồi. Mình không sợ đổ, tại vì mình mua cái hộp thì cũng hộp này cũng hơi chắc, mình không sợ nó đổ nha. Thì bây giờ xong rồi, đủ rồi. Bây giờ mình theo chân mình đi phát nha. Thì bây giờ mình đi giao nha. Đây, của mình đây. Mình đã đóng thùng đàng hoàng. Rồi, đi, đi giao. Đi giao chỗ cách ly. Rồi. Thấy con đường của mình nè. Mình đi giao. Giao cháu cũng gần nhà. Đây, bây giờ mình đi cũng gần tới nè. Bây giờ mình đi gần tới. Rồi. Đây. Đó, cô người ta cũng vừa mới giao cơm. Đây, anh bảo vệ là xách vô đây. Tới nè. Thì thôi, mình để đây nè. Cho cô chú nhận dùng. Thì với cháo này chắc mình để tối mình ăn. Rồi, đây. Đó, trong khu cách ly đây. Đây mình xách nó ra coi nó có đổ gì không. Xách ra. Đây. Này, giao phần cháo đây. Đây, mình giao phần cháo đây. Đây. Dạ, bây giờ thì kêu anh bảo vệ. Đây, anh bảo vệ ở đây nè. Cái cháo này em nấu anh nói là 52 người phải không? Ừ. Là tính hết luôn phải không? Ừ. Ừ, anh nhận cháo anh. Nhận cháo ha. Thôi. Thì bây giờ mình đã giao 52 phần cháo cho cô chú anh chị đang cách ly tại đây.
Thì bây giờ mình đã giao xong rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Thì cô chú anh chị thì đang ở trong khu cách ly, thì bây giờ mình chỉ được phép đứng ở ngoài thôi. Thì mình giao cho chú bảo vệ, chú bảo vệ đem vô. Thì bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành cùng với mình. Thì bữa nay mình cũng đi góp tiền đó, cũng xin rất xin cảm ơn anh chị em làm chung và cô chú anh chị trong xóm đã chung tay cùng giúp đỡ trong mùa dịch khó khăn này. Xin phép xin cảm ơn ạ. Qua bên phần người đẹp.